Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8 và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Bộ Não. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một quy luật khá là thú vị, tên là luật số lớn, tiếng Anh là Law of Large Numbers. Trong quy luật này sẽ giải thích là tại sao nhà cái luôn thắng và tại sao chúng ta càng cá cược nhiều càng dễ thua lỗ, cũng như là trong đầu tư mình sẽ nên áp dụng để quản lý rủi ro như thế nào. Hãy cùng bắt đầu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một phép thử vô cùng kinh điển, đó chính là phép thử tung đồng xu. Như các bạn đã biết thì đồng xu có hai mặt đúng không? Thì mình sẽ gọi mặt này là mặt úp, còn mặt này là mặt ngửa. Vậy thì theo xác suất thống kê, theo như toán học thì xác suất để xuất hiện mặt ngửa sẽ là bao nhiêu? Đúng rồi, 50%, và mặt úp cũng sẽ là 50%. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử tung 10 lần, tổng cộng là 10 lần để xem xác suất xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu phần trăm nha. Các bạn hãy tung cùng mình nhé. Ok, mình sẽ ghi chép lại kết quả nha mọi người. A few moments later. Và sau khi thử nghiệm 3 lần thì kết quả như sau, đó là xác suất xuất hiện mặt ngửa khi mà mình tung 10 lần. Lần thứ nhất mình thử đó là 30%, lần thứ hai mình cũng thử 10 lần thì xác suất là 70%, và lần thứ ba là 80%. Vậy thì bây giờ các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi nếu như không phải là 10 lần tung mà là 100 lần tung, 1000 lần tung hay là 10000 lần tung, thậm chí lớn hơn nữa, thì kết quả xác suất sẽ ra như thế nào và có điều gì thú vị? Bây giờ mình sẽ không rảnh để ngồi tung hết 1000 lần được, cho nên là mình sẽ mời một chuyên gia Excel đến từ công ty mình, đó là Kimmy, sẽ giúp mình những thuật toán trên hàm Excel để mình tính cho dễ nha. Ok, vậy bây giờ nhờ Kimmy hướng dẫn cho mọi người nha. Ok, vậy bây giờ mình sẽ thử dùng phần mềm Excel để xem tung 100 đồng xu hay tung 1000 đồng xu thì kết quả để ra tỷ lệ mặt ngửa là như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ thử tung 100 đồng xu dùng hàm binom.inverse. Binom.inverse. Tham số đầu tiên là 100 đồng xu, tham số thứ hai là 0,5. 0,5 là tỷ lệ để tung ra mặt ngửa. Thì số mặt ngửa ở đây sẽ là 54 và tỷ lệ xác suất để ra mặt ngửa sẽ là 54%. Thì mình sẽ làm tương tự với lần 2, lần 3, lần 4 và lần 5. Vậy thì sau một hồi tính toán thì chúng ta có thể thấy nếu mà tung 100 lần, tỷ lệ mặt ngửa sẽ ra là 54, 43, 47, 55 và 52. Và bây giờ mình thử 1000 lần xem nó sẽ ra như thế nào nha. Vẫn dùng hàm đó hả? Ừ, đúng rồi, mình sẽ tiếp tục dùng hàm binom.inverse áp dụng cho số lần tung là 1000 đồng xu, vẫn là tỷ lệ là 0,5. Thì lần đầu tiên mình sẽ ra 523 số mặt ngửa, có nghĩa là tỷ lệ sẽ là 52,3%. Mình sẽ làm tương tự với lần 2, lần 3, lần 4 và lần 5. Ok, nếu chúng ta tung 1000 đồng xu với số lần 1, 2, 3, 4, 5 mình vừa làm hàm Excel ở đây thì mình sẽ có tỷ lệ mặt ngửa lần lượt là 52, 51, 47, 50 và 51%. Thì các bạn có thể thấy tỷ lệ mặt ngửa sẽ gần bằng 50%. Vậy thì có nghĩa là số lần tung mà nó càng tăng, nó càng nhiều thì cái xác suất mà ra mặt ngửa nó sẽ tiệm cận với cái con số mà xác suất thống kê lúc nãy chúng ta nói ban đầu là 50%, đúng không Kimmy? Đúng rồi. Như vậy thì đó chính là một ví dụ và cũng giải thích cho quy luật số lớn, Law of Large Numbers. Ở đây mình sẽ để định nghĩa quy luật số lớn cho các bạn xem. Đó là khi mà chúng ta chọn ngẫu nhiên các giá trị mẫu thử cho một dãy các giá trị quần thể thì cái kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì các đặc trưng thống kê như là trung bình, phương sai vân vân của mẫu thử sẽ càng gần, càng tiệm cận với các đặc trưng thống kê của quần thể. Giống như lúc nãy khi mà chúng ta tung 10 lần thì nó vẫn chưa ra xác suất là gần bằng 50%, 100 lần nó cũng gọi là chưa ra lắm đúng không? Nhưng mà khi 1000 lần, 10000 lần hay 100000 lần thì cái xác suất mà xuất hiện mặt ngửa nó sẽ tiệm cận với cái xác suất ban đầu là 50%. Ví dụ tiếp theo ha. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy trò chơi này trong casino chưa? Đây là trò chơi có tên là Roulette Wheel. Thì luật chơi rất là đơn giản. Các bạn nhìn kỹ vào cái bánh xe này, các bạn sẽ thấy là nó bao gồm 37 ô từ 0 đến 36. Và nếu mà nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy là có 18 ô màu đen, 18 ô màu đỏ và có một ô duy nhất màu xanh lá cây, đó là số 0. Vậy thì luật chơi như thế nào? Đó là khi mà các bạn cược tiền, ví dụ cược 10 đô đi ha. 10 đô bạn đặt cược vào ô màu đen. Thì nếu như mà vòng quay nó quay ra ô màu đen thì là bạn thắng, bạn có 10 đô. Còn nếu như mà quay ra ô màu đỏ hoặc là ô màu xanh lá cây thì bạn thua, bạn mất tiền.
rất là đơn giản. Vậy thì chúng ta hãy dùng quy luật số lớn tính xem là nó ảnh hưởng như thế nào và cái tỷ lệ của mình thắng là bao nhiêu ha. Các bạn còn nhớ là gồm bao nhiêu ô không? Gồm 37 ô, đúng rồi. Và ô số màu đen hoặc là màu đỏ thì sẽ là bao nhiêu? 18. Như vậy mình lấy ví dụ là mình cử vào ô màu đen thì cái tỷ lệ thắng của mình sẽ là lấy 18 chia cho tổng ô số là 37, nó sẽ ra là 48,6%. Như vậy thì cái tỷ lệ thắng của bạn nó sẽ thấp hơn 50%. Và nếu mà như vậy thì nếu chúng ta chơi 10 lần, 1.000 lần hay là 10.000 lần hay là 100.000 lần, tức là chúng ta cược tiền càng nhiều và chơi càng nhiều thì kết quả nó sẽ ra như thế nào? Chúng ta hãy tiếp tục nhờ Kim Mì thử tính hàm xem là kết quả nó sẽ ra sao nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng hàm Excel một lần nữa để thực hiện tính xác suất cho trò chơi này. Đầu tiên sẽ là số lần chơi là 10 ván. Mình sẽ tính lần lượt 5 lần. Mình sẽ tiếp tục dùng hàm binom.inverse. Tham số đầu tiên sẽ là 10, có nghĩa là 10 ván chơi. Và tham số thứ hai sẽ là tỷ lệ là 48,6% như Jenny hồi nãy vừa nói. Thì mình sẽ ra số lần thắng là 3 và tỷ lệ thắng sẽ là 30%. Mình sẽ tiếp tục làm cho lần 2, lần 3, lần 4 và lần 5 nha. Ok, vậy thì mình sẽ tiếp tục làm phép thử này cho lần chơi 100 ván. Với lần 1 thì mình sẽ ra số lần thắng là 45 cũng như là tỷ lệ là 45%. Ok, có nghĩa là những con số này nói lên điều gì? Khi chơi 10 ván thì chúng ta sẽ ra được số tỷ lệ lần thắng lần lượt là 30%, 50%, 30%, 60% và 60%. Khi chơi 100 ván thì chúng ta sẽ có một tỷ lệ từ 45 cho tới tầm 51%. Còn khi mà làm phép tính thử với 10.000 ván thì mình sẽ có một tỷ lệ đâu đó tầm 48-49%. Thì có nghĩa là nếu chơi một số ván ít, tầm 10 lần hay là 100 lần thì khả năng thắng trên 50% khá là đáng kể. Tuy nhiên khi chơi một số lần đủ lớn, ví dụ 10.000 ván hay là 100.000 ván thì tỷ lệ thắng tập trung rất gần với giá trị là 48,6%. Có nghĩa là khả năng thắng trên 50% là dường như bằng không. Như vậy thì cái này nó càng đúng với quy luật số lớn, có nghĩa là càng chơi càng nhiều ván, cái tham số càng lớn thì cái xác suất mà để bạn thắng nó càng tiệm cận với con số là 48,6%, tức là nó ít hơn 50%, và cái khả năng mà thắng trên 50% tức là gần như là không có, không xảy ra. Vậy thì các bạn đã hiểu vì sao mà nhà cái luôn thắng hay chưa, và cũng dễ dàng hiểu tại sao là chúng ta cá cược càng nhiều thì cái tỷ lệ thua lỗ của chúng ta càng cao. Có một ngành mà trong đời sống họ cũng áp dụng quy luật số lớn khá là nhiều dùng để tính toán, đố các bạn biết đó là ngành nào ha? Chính xác, đó là ngành bảo hiểm. Thì trong ngành bảo hiểm này họ sẽ dùng và họ sẽ khảo sát một cái tham số đủ lớn. Các bạn còn nhớ lúc nãy là 1, 2 case hay là 10 trường hợp thì nó không đáng kể đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta khảo sát trên một phương diện đủ lớn, 100.000 người, 10.000 người hay là thậm chí 1 triệu người thì họ sẽ tính được cái xác suất rủi ro nhận bảo hiểm cũng như là xác suất mà họ phải trả bảo hiểm bao nhiêu. Từ đó họ sẽ biết được là phí bảo hiểm họ sẽ lấy là bao nhiêu nè, rồi phí trả bảo hiểm, rồi phí quản lý cái quỹ dự trữ là bao nhiêu cho các công ty bảo hiểm. Ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ, là bảo hiểm cháy nổ, là bảo hiểm xe, tai nạn vân vân. Khi mà họ sẽ khảo sát đúng cái đối tượng đó và trên một cái tham số đủ lớn, theo quy luật số lớn nó sẽ giúp cho các công ty bảo hiểm tính ra cái xác suất rủi ro xảy ra và nhận bảo hiểm đó ở một cách khá là tương đối chính xác và có thể chấp nhận được. Họ đã làm rồi và tất nhiên là mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó là đối với bảo hiểm nhân thọ thì người ta đã làm một cái khảo sát, nghiên cứu cái tỷ lệ tử vong thực tế trên 4 nhóm người sau. Thứ nhất đó là trẻ em từ 0 đến 3 tuổi, thứ hai là nhóm nam giới, thứ ba là nhóm nữ giới và cuối cùng là những người ở ngoài độ tuổi 30. Thì kết quả cho thấy như sau, khi mà họ đã khảo sát trên 100.000 người, tức là một cái tham số khá là lớn, họ rút ra được là trẻ em có độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi thì có tỷ lệ tử vong cao hơn, do đó thì phí bảo hiểm của trẻ em sẽ cao hơn là người lớn.
Thứ hai, đó là tỷ lệ tử vong của nam giới thường sẽ cao hơn nữ giới theo kết quả của khảo sát. Cho nên là phí bảo hiểm của nam giới, cái phí nó sẽ cao hơn nữ giới. Và cuối cùng, đó là kết luận ngoài độ tuổi 30 thì cái tỷ lệ tử vong chỉ có tăng dần theo độ tuổi thôi mà không có giảm ở các độ tuổi trước. Dựa vào đó thì luật sư lớn sẽ giúp những công ty bảo hiểm họ tính toán dựa trên một cái mẫu số đủ lớn và tính toán làm sao mà để cái chi phí bảo hiểm tương ứng họ trả và cái chi phí mà người ta đóng vô á, nó sẽ giúp cho các công ty bảo hiểm có lời và có doanh số. Còn trong đầu tư thì sao? Trong đầu tư giao dịch thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai yếu tố sau. Thứ nhất đó là tỷ lệ lệnh thắng thua trên tổng số lệnh giao dịch. Và cái thứ hai đó là tỷ lệ lời lỗ hay còn gọi là risk and reward ratio trên một lệnh là bao nhiêu. Vậy thì luật số lớn sẽ được áp dụng vào một ví dụ đơn giản như sau. Đó là cái tổng số lệnh giao dịch có tỷ lệ thắng thua thường là 50-50. Giống như là cái ví dụ đồng xu lúc nãy mà tỷ lệ mặt ngửa hay mặt úp đều là 50%. Do đó vậy nên nếu mà chúng ta muốn kiếm lời trên thị trường khi mà giao dịch thì chúng ta hãy kiểm soát làm sao cho cái tỷ lệ RR, tức là reward trên risk, nó lớn hơn 1, thì khi đó chúng ta mới có lợi nhuận. Và đây là cái điều mà các bạn có thể kiểm soát cái tỷ lệ RR này khi mà chúng ta trading trong từng phương pháp trading và giao dịch khác nhau. Có một lưu ý nhỏ đó là nếu như mà xét trong giai đoạn của thị trường, một cái giai đoạn ngắn á, thì tất nhiên là cái tỷ lệ RR này nó sẽ ví dụ như tỷ lệ bạn thắng có thể dao động từ 30-70% hoặc là 90-100%. Tuy nhiên khi mà chúng ta giao dịch một cái lệnh, tức là một cái tham số nó đủ nhiều, đủ lớn và trong một giai đoạn rất là dài thì các bạn sẽ tính toán được và để ý cái tỷ lệ này nó sẽ dao động quanh đó là 50%. Đó, các bạn hãy lưu ý một cái nhỏ như vậy nha. Và trên đây là những điều mà mình muốn chia sẻ cũng như là những cái ứng dụng thực tế của luật số lớn trong đời sống, trong trading hay là trong bảo hiểm, rồi trong cả các cược nữa vân vân. Hy vọng là sau video này các bạn sẽ có thêm cho mình một kiến thức bổ ích và hiểu về luật số lớn là gì. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe, cũng như là hãy theo dõi Con 68 TV thường xuyên hơn để có thể gặp Jenny ở những cái series tiếp theo của bộ não nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.